bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Rộ tin Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lợi dụng Triệu Lệ Dịnh, Dương Tử để cân bằng địa vị. Có thông tin Triệu Lệ Dịnh và Dương Tử bị ép nhận phiên 2 trong phim mới để cân bằng địa vị giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Câu chuyện phiên vị trong showbiz từ bao đời nay luôn được nhiều khán giả quan tâm, nhất là trong những bộ phim quy tụ nhiều gương mặt đình đám. Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger với nội dung liên quan đến câu chuyện bùng binh giữa 4 diễn viên lưu lượng hàng đầu showbiz hiện nay, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Triệu Lệ Dịnh, Dương Tử. Trong đó, Triệu Lệ Dịnh và Dương Tử được xem là con cờ để cân bằng địa vị trong giới cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cụ thể, blogger cho biết Vương Nhất Bác muốn đóng phim với Dương Tử với điều kiện là cô tự nguyện nhận phiên 2. Làm như thế, fan của Nhất Bác sẽ có cảm giác địa vị trong giới của anh cao hơn Tiêu Chiến, bởi trước đó Dương Tử từng áp phiên Tiêu Chiến trong Dư Sinh. Nguồn tin còn cho biết thêm một kế hoạch khác đã được vạch ra, trong đó Triệu Lệ Dịnh sẽ tự nguyện nhận phiên 2 trong dự án mới với Tiêu Chiến. Điều này giúp Tiêu Chiến đảm bảo cân bằng địa vị với Vương Nhất Bác, tránh hiềm khích giữa hai anh em. Được biết, trước đó Triệu Lệ Dịnh từng áp phiến Nhất Bác trong Hữu Phỉ. Dù thông tin trên chưa được các diễn viên liên quan lên tiếng, nhưng quần chúng khắp nơi đã bàn luận xôn xao. Trong đó đa phần khán giả cảm thấy bài đăng của blogger trên khá vô lý. Họ cho rằng với địa vị của Lệ Dịnh trong showbiz, việc cô bị Tiêu Chiến áp phiên là điều khó có thể xảy ra. Nhìn nhận thấy giữa hai diễn viên có sự chênh lệch quá lớn về kinh nghiệm, tài nguyên lẫn địa vị trong giới. Bên cạnh đó, công chúng cho rằng thông tin Nhất Bác áp phiên Dương Tử vẫn có khả năng xảy ra, bởi Dương Tử tuy có địa vị cao, sự nghiệp ổn định hơn Nhất Bác, nhưng cô vẫn chưa đạt đến trình độ như Lệ Dịnh. Như vậy, cộng đồng mạng nhận định Dương Tử bị áp phiên vẫn có cơ hội xảy ra, nhưng với Lệ Dịnh thì không thể. Tuy nhiên, số ít khán giả lại nghĩ showbiz tồn tại vì lợi ích là chính. Nếu Lệ Dịnh và Dương Tử nhận kịch bản phù hợp, đoàn phim tốt và bạn diễn ăn ý, họ vẫn có thể nhận phiên 2. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.